Kính thưa quý vị, bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta với những người thế hệ trẻ cũng noi gương để tìm hiểu xem cái sức cần cù chăm chỉ nó sẽ đem lại cái kết quả như thế nào. Thưa bác sĩ Như với bác sĩ Thái, bác sĩ làm thế nào để mà ganh đua cạnh tranh, làm sao mà để được trường y khoa nó chọn vào để trở thành sinh viên y khoa của trường Đại học Đức cũng giống như trường y khoa của Đại học Sài Gòn này, thưa quý vị. Thưa quý vị khán thính giả, thưa anh Đoàn Trọng và bác sĩ Thái, thì bác sĩ Thái biết rồi, cái trường y khoa Sài Gòn là thi vô thì rất là khó. Vâng. Nhưng mà khi mà đã thi vô rồi đó, thi vào được trong trường, trở thành sinh viên y khoa thì việc ra trường đó tương đối không khó lắm. Yeah. Nó hơi khác cái của Mỹ ạ. Cho nên khi mà thi vô thì tôi nhớ cái năm tôi thi thì khoảng 6-7 ngàn gì, lấy khoảng 250, rồi sau đó thì lấy thêm dự khuyết khoảng 100 nữa, là khoảng 350. Nhưng qua tới năm thứ nhất, tức là năm dự bị đó, rồi qua năm thứ nhất là gạn lại cho 100 người rớt lại, trở lại thì 100 người đó phải đi lính, thì còn lớp tôi còn lại 250, là coi như là đông nhất của trường y khoa thời đó. Nhưng mà thi vô thì rất là khó, là tại vì thi tuyển mà, thì yeah. Đa số những cái người mà học tương đối học giỏi của các trường như là Chu Văn An, Petruski, Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Trưng Vương, Gia Long thì họ đậu dễ hơn. Trường ở dưới tỉnh thì mỗi tỉnh thường đậu 1-2 người. Xin trở lại một phút với bác sĩ Như. Bác sĩ học ở trường Hồ Ngọc Cảnh nè, rồi còn ngoài học trường Hồ Ngọc Cảnh còn trường nào nữa không thưa bác sĩ? Trường Chu Văn An là năm đệ nhất. Và bác sĩ cũng có hội Chu Văn An mà thấy bác sĩ không đi hội Chu Văn An gì hết. Chu Văn An thì có nhiều người có kêu tôi ra để giống như là làm hội trưởng. Tôi nói thôi, học có một năm mà, nhưng mà nhiều anh thích tôi là, nhưng mà trường nào cũng vậy, thì cũng gặp bạn thì cũng vui vẻ thôi. Dạ. Yeah. Thế bác sĩ Thái đi học ở bên Đức, bác sĩ chọn vô y khoa là sau bao nhiêu năm bác sĩ ở Đức rồi bác sĩ mới vô được ngành y khoa? Vâng, anh Toàn Trọng và kính thưa quý vị, tôi qua bên Đức cuối năm 1969 và đầu năm tháng 2 1972 đã bắt đầu học y khoa ở đại học. Thì thường thường đó, mất khoảng 6 tháng để học tiếng Đức, rồi sau mất 1 năm để học khóa dự bị và đi thi gọi là cua đó, tức là đi thi tuyển. Vâng, tại là vì đại học Kiel ở bên Đức đó, đại học chỗ mà tôi đi học đó, thì họ có khoảng mỗi một semester họ nhập được 200 bác sĩ y khoa, sinh viên y khoa. Nhưng mà trong đó đó có 6 chỗ dành cho sinh viên ngoại quốc, mà trong số 6 sinh viên ngoại quốc đó thì 3 chỗ dành cho xứ Đông Âu, tại họ có những cái gọi là liên hệ kinh tế đặc biệt với những xứ Đông Âu Scandinavian đó. Ở xứ Bắc Âu. Đó, Scandinavian, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy đó. Vâng, thì còn 3 chỗ còn lại cho cả thế giới. Wow, như vậy thì quá khó đấy bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ vừa cho biết rằng đi học y khoa ở Đức thì bác sĩ là người biết tiếng Pháp nhiều. Thế làm sao bác sĩ đi học bên đó học tiếng Đức hay tiếng Pháp thưa bác sĩ? Vâng, thì ở bên Đức thì phải học tiếng Đức hết, tất cả cái gì sách vở đều thi để học tiếng Đức hết trơn. Và đó là cái nỗi khó khăn rất lớn cho những sinh viên mà đi qua, mà nhất là muốn học về y khoa. Tức là y khoa phải đọc sách rất nhiều. Thì thật sự cái thời gian ban đầu của tôi đó, thì mặc dù có thể không gọi là nhiều thử thách hoặc là khó khăn như của bác sĩ, đời sống của bác sĩ Trương Văn Như, nhưng mà kính thưa quý vị, đọc một trang sách mà phải dùng từ điển, tức là chỉ đọc một trang sách thôi, mình mất nửa tiếng tới một tiếng mới đọc xong một trang sách, thì đôi khi lúc đó đã phải thức rất khuya để học bài, để hiểu bài. Vâng. Thì cái đó là cái sự khó khăn. Nhưng mà cái sự khó khăn đó đó anh Đoàn Trọng, từ từ bớt đi. Sau năm đầu, qua năm thứ hai xong đó, tới hết năm thứ hai xong đó, thì đối với tôi đó, tiếng Đức cũng như là tiếng Pháp và gần như là tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt Nam. Thế thưa bác sĩ, ở bên Đức bác sĩ cái thức ăn với là đời sống mà có thể nói xa quê hương nhiều như vậy, nó có ảnh hưởng cái cuộc sống của bác sĩ trong vấn đề đi học không thưa bác sĩ? Đối với tôi dinh dưỡng thì đồ ăn đồ uống đó thì đồ gì chúng ăn cũng được. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên hầu như tất cả những sinh viên đi học ở bên Đức đó thì rất thèm những món ăn Việt Nam. Vâng. Yeah. Chỉ có một gói mì khô thôi đó, mà chúng cái thành phố mà chúng tôi ở không có bán, thì vài ba tháng mới lần đó lấy xe lửa xuống Hamburg mua nước mắm, mua mì khô, mua mì gói đó, rồi về nhà ăn.
Nhưng mà thực sự đó, cái vấn đề là ăn uống đó, thực sự chúng tôi ăn cái gì cũng được. Thế nhưng mà còn người Việt ở đó có được nhiều không? Có liên hệ với người Việt nào đó không thưa bác sĩ? Thì cái chỗ mà cái thành phố tôi ở đó là cái thành phố Kyoto. Không có nhiều ai muốn lên đó, nó thường thường chỉ muốn học y khoa thôi. Còn ở bên Đức nó có nhiều thành phố chuyên môn về gọi là kỹ sư, về kỹ thuật. Thì cái đó thường thường ở miền Nam. Vâng. Yeah. Thì thành phố kia chúng tôi luôn luôn chỉ có khoảng 9 người, 10 người thôi. Thì chúng tôi ít gặp gỡ, thường thường hay sống ở cư xá sinh viên. Thì tất cả trong thời gian đó thường thường đó hay liên lạc với những sinh viên ở chung cư xá. Và mình hay liên lạc với những gọi là sinh viên bạn học cùng trường với mình thôi để trao đổi học hỏi. Vâng, bây giờ trở lại bác sĩ Trương Minh Như, bác sĩ bộ trưởng y khoa Sài Gòn, phải không bác sĩ? Yeah. Nhà thì bác sĩ nói như vậy là bác sĩ không phải là thuộc gia đình khá giả để đi học, phải không bác sĩ? Yeah, đúng rồi. Vâng, thế thì làm sao để đi học y khoa lúc đó được? Thì như tôi đã nói với anh Đoàn Trọng và bác sĩ Thái, thì khi tôi năm tôi tài 1 thì tôi đã bắt đầu đi dạy kèm rồi. Cho nên lúc đó tôi dạy kèm rất là dữ, mặc dù học là sinh viên y khoa, nhưng mà tôi thì học làm sao đủ điểm để đậu, để lên lớp, không bị ở lại để đi phải đi lính thôi. Vậy nhưng mà dạy kèm thì bác sĩ kèm, tôi dạy kèm rất là nhiều, và dĩ nhiên là tôi học thì từ nhỏ tới lớn, nó thật sự tôi không phải là người gạo bài mặc dù tôi học y khoa, nhưng mà tôi học thì thường thường tôi có chiến lược, chiến thuật của tôi. Wow. Tức là tôi học thường thường tôi học nhóm, và tôi học lấy một mình tôi rất là ít, và sau đó tôi học nhóm. Cho nên thường thường mặc dù kể cả trung học tôi đậu rất là cao ở các kỳ thi tú tài, và kể cả lúc mà tôi học y khoa thì tôi học nhóm, cho nên tương đối là tôi lên lớp rất là đều đặn, không có phải vướng lại một kỳ thi nào cả. Bao lâu thì bác sĩ bắt đầu gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa và trở thành chiến sĩ phục vụ trong ngành quân y thưa bác sĩ? Khi tôi vô trường y khoa được tới năm dự bị, qua năm dự bị đến năm thứ nhất, và khi lên năm thứ hai thì tôi thi vô quân y, và để thêm được một mối lương nữa để mà có thể sự sống nó tương đối nó dễ dàng và sự học nó cũng nhẹ nhàng hơn. Do đó thì tôi vào quân y là năm 70. Dạ. 1970 là vào quân y. Như vậy là những cái hình ảnh đây là những cái hình ảnh đầu tiên của cuộc đời là binh nghiệp của bác sĩ phải không? Dạ, lúc đi quân trường để mấy tháng hè thì thay vì dân sự thì họ ở nhà họ nghỉ hoặc là họ đi thêm mấy bác sĩ để họ học câu hỏi thêm. Riêng sinh viên quân y thì mấy tháng hè phải có 4 tuần phải chúng tôi phải đi tập quân sự. Vâng. Như vậy là tổng cộng lại là bao nhiêu năm thì bác sĩ học trong ngành quân y để trở thành bác sĩ? Tức là tụi tôi vẫn học bên trường đại học y khoa dân sự như thường. Tức là 1 năm dự bị và 6 năm y khoa như là đại học y khoa Sài Gòn đào tạo đó. Bên Đức thì thời đó tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà ở đại học y khoa Sài Gòn thì muốn thành một bác sĩ y khoa một cách trơn tru, không có bị vướng, không có bị ở lại lớp á, thì từ lúc đậu vào dự bị là cái lớp khó nhất. Dự bị thì thường thường nó xảy ra là từ năm 1966-67 đó thì mới bắt đầu học dự bị, mới thi dự bị. Nhưng mà trước đó thì nó lại quy chế khác, là PCP thì nó lại một cái quy chế khác. Thì từ lúc mà học cho tới lúc ra trường thì tổng cộng 7 năm nếu trơn tru, không bị vướng. Thưa bác sĩ Nguyễn Quang Thái, thế cái sự nghiệp và cái công việc đi học của bác sĩ ở bên Đức á, thì nó tiến hành bao nhiêu năm tất cả? Ở bên Đức thì chúng tôi học khoảng 7 năm tổng cộng, cộng thêm một cái năm là năm gọi là internship đó, tức là ra đi học hành nghề đó trước khi lấy cái bằng hành nghề chuyên môn và bằng hành nghề y khoa. Nhưng mà bác sĩ thế khi bác sĩ tốt nghiệp bác sĩ khi mà biến cố 75 hay là biến cố 75 xong bác sĩ mới tốt nghiệp bác sĩ? Biến cố 75 sau tôi mới tốt nghiệp. Tôi tốt nghiệp đầu năm 1978. Oh. Rồi từ 1978 tới cuối năm 1979 đó thì đi hành nghề. Mà đi học đó tức là đi học về mổ. Tôi học được khoảng 1 năm rưỡi về ngành mổ ở bên Đức. Sau đó quyết định qua bên đây để đoàn tụ gia đình. Thế trở lại vấn đề khi năm 1975 bác sĩ có theo dõi, trước đó bác sĩ có cái nào nghĩ rằng Việt Nam, miền Nam sẽ không còn nữa không? Vâng. Thực sự đó, lúc đó thời gian đó anh Đoàn Trọng cũng như quý vị cũng biết đó là chưa có Internet. Chúng tôi chỉ có theo tin tức ở TV thôi. Thì thực sự đó là trong lúc đó
tất cả, hầu như tất cả sinh viên ở bên Đức hoặc là có thể bên Âu Châu đều khủng hoảng hết trơn. Tại là vì tất cả những cái hình ảnh chúng tôi thấy đó toàn là thấy dân lo chạy loạn từ rồi lúc đó đó hầu như là khoảng hơn một tháng trời mất liên lạc với gia đình, không biết là gia đình ở hay là đi đó. Thì mãi khoảng gần 2 tháng sau đó chúng tôi mới nhận được có thể cái telegram hay là cái thơ gì đó của gia đình nói là đã chạy qua bên đảo chẳng biết. Wow. Vâng. Coi như vậy là gia đình bác sĩ đi vào năm 1975. Vâng, vâng. Đúng ngay ngày một hai ngày trước hay sao đó. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì chúng ta hồi tưởng lại cái đoạn đường của những người thuộc thế hệ baby boom. Cho quý vị những người trưởng thành lớn lên trong chiến tranh Việt Nam và quý vị xem họ làm thế nào để trở thành một vị bác sĩ tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.